Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Itu Mobile. Và ở đây thì mình đang có một chiếc LG G6 nhé. Thực sự nếu như mà mình không để tiêu đề là đây là chiếc LG Q6 thì chắc chắn 100% các bạn sẽ cho rằng đây là chiếc LG G6. Thì nó có thể coi như là một chiếc G6 mini, bởi vì các bạn sẽ thấy là chúng ta có cái ngoại hình không khác gì cả. Ngoài trừ cái mặt lưng này, chúng ta vẫn sẽ có cái họa tiết phay xước giống như kiểu nhôm, nhưng mà từ xa đây cũng là một cái mặt kính. Chúng ta sẽ có camera đơn với độ phân giải 13 megapixel và khẩu độ là f2.2 đi kèm theo đèn flash đơn. Với sản phẩm này thì chúng ta sẽ không có nút nguồn ở đằng sau, cũng như là chúng ta cũng sẽ không có vân tay một chạm. Và cái nút nguồn của nó sẽ được nằm bên cạnh phải của chiếc máy. Bên cạnh trái chúng ta sẽ có phím tăng giảm âm lượng cũng như cái khay SIM kiêm luôn là khay thẻ nhớ. Nhưng mà cái này thì chúng ta sẽ đặt SIM riêng và thẻ nhớ riêng chứ không phải khay dạng hybrid. Bên dưới chúng ta sẽ chỉ có được cổng micro USB, không phải cổng USB-C, rất tiếc. Và ở đây chúng ta sẽ có jack tai nghe 3.5mm cũng như là mic thoại. Bên trên đỉnh đầu thì sẽ là một cái mic phụ tương tự như trên các sản phẩm LG khác mà thôi. Mình quên mất là ở bên đây nhá, mình có một cái bốc, bởi vì đây là một cái sản phẩm nguyên bốc này. Mình sẽ bóc hộp ra cho các bạn xem. Đó, trường hôm nay mình làm hơi bị ngợp chút. Đây sẽ là sách hướng dẫn sử dụng cũng như là một cái tờ đến từ nhà mạng Hàn này. Đây chúng ta sẽ có cục sạc, nhưng mà cục sạc này sẽ là một cục sạc bình thường mà thôi, không phải cục sạc nhanh, bởi vì mình đã chia sẻ rồi. Thiết bị này chúng ta sẽ không được hỗ trợ sạc nhanh. Bên dưới này thì cáp micro USB. À, bên trong này tai nghe, chúng ta không biết là tai nghe của hãng gì sản xuất đây. Đó, mình sẽ bóc ra, đây vẫn sẽ là một ẩn số. Một cái tai nghe cùi bắp. Vâng, không phải tai nghe chống ồn, cũng không có bất kỳ đặc biệt gì cả. Đã thế, cái vị trí bấm nút này nó còn to to bầu bầu, nhìn khá là xấu. Quay lại với chiếc LG Q6 mình đã coi ở đây thì mình phải nói là cái cảm giác cầm nắm mà nó mang lại không khác gì so với chiếc LG G6. Vẫn có một chút gì đó hơi bị cấn nhẹ ở cái phần dưới này, và cái phần lưng vẫn bo cong và ôm chặt vào cái lòng bàn tay của chúng ta. Các bạn thấy ở đây này. Và đây chúng ta sẽ có màn hình với kích thước là 5.5 inch với độ phân giải là Full HD. Nó sẽ hơi thiệt thòi một chút so với chiếc LG G6, bởi vì đây chỉ là một sản phẩm tầm trung mà thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có tấm nền đó là IPS cho các màu sắc hiển thị cực kỳ là trung thực. Nhưng cũng như là đây là một màn hình Full HD, nhưng mà gần như là mình sẽ không thể phát hiện ra được cái điểm rỗ trên cái màn hình này. Đây là một cái điểm mà LG đã làm rất là xuất sắc trên cái màn hình của chiếc LG Q6. Ở đây chúng ta vẫn sẽ có cái tỷ lệ đó là 18:9, và cái màn hình này chúng ta cũng được làm bo cong ở 4 góc. Và cái 4 góc này mình đánh giá là nó được làm tinh tế hơn so với 4 góc cong trên chiếc LG G6, bởi vì trên chiếc LG G6 mình đã chia sẻ là nó sẽ có một số cái điểm gợn ở trên các đường cạnh cong như thế này. Nhưng mà trên chiếc LG Q6 tuy là nó cũng sẽ có một số điểm gợn lên, nhưng nó sẽ không bị gợn mạnh, không bị những cái vết lớn như trên chiếc LG G6. Và trên sản phẩm này chúng ta cũng sẽ có cái giao diện đó là LG UX 5.1, và chiếc máy đang được chạy trên hệ điều hành Android 7.1.1. Cấu hình của chiếc máy thì cũng gọi là khá là rút gọn so với chiếc LG G6. Đó là chúng ta sẽ có con chip Snapdragon 435 đi kèm theo là 3GB. Với cái con chip này thì với tất cả các tác vụ cơ bản thì các bạn yên tâm là chúng ta vẫn có thể dùng khá là mượt mà. Nhưng mà khi chơi những game nặng như là Asphalt 8 thì các bạn sẽ đừng mong là chúng ta chơi được cái tựa game này trên những cái độ phân giải cao nhất, hay là những cái tựa game khác như là Liên Quân Mobile. Và chúng ta sẽ cùng đến với camera của chiếc máy. Thì do chiếc máy này sẽ chỉ có camera đơn nên chúng ta sẽ chỉ có một góc duy nhất ở phía camera đằng sau, đó là góc chụp bình thường mà thôi. Sẽ không có góc chụp rộng, cũng không có góc chụp hẹp. Khi mà mình đến với chế độ camera thì cũng khá là tiết kiệm, bởi chúng ta sẽ chỉ có tự động, panorama và thực phẩm mà thôi. Với cái mức giá của chiếc máy này thì nó rơi vào khoảng tầm là 8 triệu đó các bạn, bằng một chiếc LG G6 ở thời điểm hiện tại rồi. Nhưng mà chúng ta không có bất kỳ một tính năng nào về chỉnh tay thủ công. Như gần đây nhất mình đã trên tay một chiếc máy Meizu M6, chỉ mức giá 3 triệu chúng ta chỉnh tay thủ công, có chỉnh được hạ tốc độ màn chập rất là ngon luôn. Mà trên một thiết bị như thế này không có thì nó hơi buồn cười. Và quay ra với camera trước thì chúng ta sẽ có luôn cả góc chụp rộng và góc chụp hẹp. Có lẽ đây là một thứ gì đó phải nói là nó bắt buộc phải có trên cái camera selfie của những chiếc máy LG. Và tổng kết về chiếc máy này, nếu như bạn là một fan của LG thì có thể bạn sẽ mua. Còn nếu như bạn không phải là fan LG, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ mua. Bởi vì mới với một cái mức giá tiền của nó phải tầm khoảng 8 triệu. Nhưng mà chúng ta sẽ chỉ có chip đó Snapdragon 435, một con chip tầm trung khá là thấp. Phải gọi là một con chip tầm thấp thì không phải tầm trung nữa. Chúng ta sẽ chỉ có 3GB. Thì thả bỏ số tiền đấy ra đi mua Z7 Plus, Z7 Pro ngon hơn. Và đó là bài trên tay chia sẻ nhanh của mình về chiếc LG Q6. Và các bạn cảm thấy chiếc máy này thế nào? Có thể để lại ý kiến cá nhân ở phần bình luận phía bên dưới. Các bạn cảm thấy video hữu ích, đừng quên like, share với bạn bè và bấm subscribe kênh YouTube của Itu Mobile. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.